Kính thưa quý vị và các bạn, bữa nay chúng ta đi tiếp phần bài học của chúng ta. Bài bữa nay là 293. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2017. Thưa quý vị, chúng ta có hai cái toa châm. Trong hai cái toa châm này thuộc về ngũ hành. Các huyệt được chọn là các huyệt thuộc về ngũ dục. Thì đương nhiên là các huyệt mà liên quan đến A thị huyệt, tức là ngoài huyệt ngũ dục ra, tôi đều loại bỏ hết. Thì trong hai cái toa châm này thì tôi gom lại là một, tức là nó sẽ phối hợp chung với nhau để chúng ta tìm hiểu sâu thêm. Nào bây giờ trong cái toa thứ nhất là chúng ta có hợp cốc, phong long, chiết trung và thiên độ. Hai huyệt ở trên chúng ta chọn, tức là hợp cốc và phong long. Bây giờ tôi đưa hai huyệt này vào trong cái toa nhé. Chúng ta có hợp cốc, tức là trong ngũ du nó là nguyên huyệt của tinh đại trường. Trong lục khí nó là huyệt hành mộc. Nha. Và huyệt phong long là huyệt lạc của kinh vị. Rồi, bây giờ trong cái toa thứ hai chúng ta có các huyệt khúc trạch, quỷ trung, 12 huyệt dinh, tức là 12 tấn huyệt, và cách du. Thì cách du tức là huyệt du huyệt ở lưng, thì tôi loại bỏ phần này ra. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về khúc trạch, quỷ trung và 12 tấn huyệt. Chúng ta có khúc trạch, tức là huyệt hợp của kinh tâm bào. Chúng ta có quỷ trung là huyệt hợp của kinh bằng quan. Và chúng ta có 12 tấn huyệt. Thì các tấn huyệt này thì chúng ta trong sách ghi là chúng ta lạnh máu. Thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu riêng cái 12 tấn huyệt, bởi vì nó liên quan đến huyệt ngũ du. Đúng không ạ? Rồi. Sáu âm sáu dương. Thường thì nếu chúng ta dùng thủ châm thì chúng ta có 3 tấn của âm và 3 tấn của dương. Nếu chúng ta dùng túc châm, chúng ta có 3 tấn của âm và 3 tấn của dương. Nếu chúng ta dùng âm châm thì chúng ta có 6 tấn huyệt của âm. Nếu chúng ta dùng dương châm thì chúng ta có 6 tấn huyệt của dương. Thì thưa quý vị, đối với cái toa này mà nếu mà sử dụng 12 tấn huyệt, tức là vừa thủ vừa túc, đồng thời nó có là vừa âm vừa dương, tức là 12 huyệt tấn. Ở tay chúng ta có 6, ở chân chúng ta có 6, tổng gom lại là 12 tấn thôi. Đúng không ạ? Thế thì đây là cái toa châm mà tôi thấy nó, chúng ta không nên xài. Chúng ta không nên xài 12 tấn huyệt này. Lý do đơn giản là chúng ta đã biết cái giá trị của tấn huyệt. Là nếu chúng ta sử dụng thủ châm thì chúng ta có 3 tấn huyệt của âm. Mà nếu chúng ta xài 3 tấn huyệt của âm thì chúng ta phải có 3 huyệt hợp của thủ trên dương. Nếu chúng ta xài 3 tấn huyệt của dương thì không cần thiết là phải xài huyệt hợp của kinh âm. Đúng không? Ở đây, trong cái toa này tôi không biết tại sao mà người ta lại nói là chúng ta nặn máu ở các huyệt tấn này. Mà nếu chúng ta nặn máu ở các huyệt tấn này thì hóa ra là chúng ta sử dụng tất cả các tấn huyệt của âm và của dương. Mà điều này đối với chúng ta không cần thiết, cho nên tôi loại bỏ luôn cả 12 tấn huyệt, không có đưa vào trong này. Nha.
quý vị nắm cái phần này đi. Tuy rằng toa châm ghi là 12 huyệt tĩnh, nhưng mà tôi loại bỏ luôn, không có đưa vào cái toa châm. Ở đây chúng ta chỉ chọn hai huyệt khúc trạch và ủy trung mà thôi. Bây giờ chúng ta có ủy trung, có khúc trạch. Bây giờ chúng ta quân bình bốn huyệt này. Trước hết chúng ta lấy huyệt phong long. Phong long là huyệt lạc của kinh vị. Khi nói đến lạc huyệt và khích huyệt thì chúng ta phải liên tưởng đến hai cái hành nó đối chiếu nhau. Ở bên phong long là nó thuộc về hỏa, thì chúng ta phải sử dụng ở bộ thủy để quân bình. Thì nó là huyệt lạc, là ra chúng ta sử dụng lạc. Một là thận, hai là tiểu trượng, hoặc cả hai nha. Mà ở đây chúng ta sử dụng mà thôi thì sử dụng là thủ châm đi. Thủ châm chúng ta cho nó dễ tính. Phong long là hoạt huyệt, huyệt lạc của túc. Bây giờ chúng ta lấy huyệt lạc của tiểu trượng, là huyệt chi trắng. Kế đến chúng ta sử dụng huyệt khúc trạch. Huyệt khúc trạch là huyệt hợp của kinh tâm bào. Thì chúng ta lấy hành của nó là hành thổ. Như thế khi sử dụng khúc trạch thì nó sẽ về thổ. Ở đây chúng ta sử dụng thủ châm. Thì ở trên kinh đại trường chúng ta sử dụng huyệt hành hỏa. Hỏa huyệt của đại trường là dương khê. Bây giờ chúng ta quân bình hợp cốc. Hợp cốc là huyệt nguyên, hành của nó là hành mộc. Như thế nếu chúng ta sử dụng hợp cốc thì nó sẽ về mộc. Chúng ta lấy thủ châm, chúng ta sử dụng trên đường kinh tâm tiêu. Huyệt của nó là huyệt thổ. Như vậy là ở trên kinh tâm tiêu lấy huyệt vinh là huyệt dịch môn, đúng không? Chúng ta tiếp theo chúng ta có huyệt ủy trung. Ủy trung là huyệt hợp của kinh bằng quang. Khi nói đến huyệt hợp của kinh dương thì chúng ta phải liên tưởng đến tĩnh huyệt của kinh âm. Ủy trung thuộc túc, tĩnh huyệt của nó phải ở túc, tức là trên kinh cam. Huyệt tĩnh của nó là đại đôn. Đại đôn chúng ta phải xét cái hành của nó, tức là hành hỏa. Như thế khi sử dụng đại đôn thì nó sẽ đến hỏa. Ở đây chúng ta sử dụng thủ châm, tức là trên kinh tâm bầu lạc. Huyệt chúng ta dùng phải là huyệt thành mộc. Như thế thì ở trên kinh tâm bầu lạc, mộc huyệt của nó là huyệt hợp, tức là huyệt khúc trạch chúng ta có rồi. Thì như vậy cái toa châm này sau khi loại bỏ tất cả các huyệt, mà thuộc về A thị huyệt, thì chúng ta có các huyệt sau đây. Bây giờ có người đặt câu hỏi là nếu như chúng ta phải tôn trọng cái toa châm thì chúng ta sử dụng 12 tấn huyệt. Rồi, chúng ta đưa vào luôn 12 tấn huyệt, nhưng mà tôi chỉ nói cái miệng thôi nha. Nói cái miệng thôi chứ tôi không biết ra, bởi vì nó rất nhiều. Bây giờ thí dụ như, bây giờ chúng ta có 12 huyệt tĩnh, bây giờ lấy thủ châm, chúng ta còn 6, đúng không ạ? Chúng ta có âm, chúng ta có 3, tức là thiếu thương, trung xung và thiếu xung. 3 huyệt tĩnh này nó sẽ đi với 3 huyệt hợp ở thủ. Tĩnh của kinh phế hành thủy. Như vậy huyệt hợp của nó phải là huyệt hợp của kinh tâm tiêu. Huyệt tĩnh của kinh phế nó đi với huyệt hợp của kinh tâm tiêu. Huyệt tĩnh của kinh tâm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh đại trường. Huyệt tĩnh của kinh tâm bào, tức là ở thủ chúng ta có ba thủ âm, thì ở tĩnh huyệt của kinh tâm bào nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh tiểu trường. Quý vị thấy không? Được. Chúng ta có ba thủ dương hợp, huyệt tĩnh của kinh đại trường, huyệt tĩnh của kinh tam tiêu
và người tỉnh của kinh tiểu trường. Thì ba người tỉnh này chúng ta sẽ tính cái hành của nó. Tỉnh huệ của kinh đại trường hành kim, như vậy nó sẽ về kim. Ở thủ châm thì sử dụng ở trên kinh phế. Ở trên kinh phế chúng ta sử dụng huệ hành thổ. Tỉnh huệ của kinh tam tiêu là mộc, là hành hỏa, xin lỗi hành hỏa, thì nó sẽ về hỏa, thì chúng ta sử dụng ở trên kinh tâm bảo lạc thủ châm, huyệt của nó phải là huyệt mộc. Nếu chúng ta sử dụng tấn cổ kinh tiểu trường thì chúng ta xét của nó là hành thử, thì nó sẽ về thử. Ở trên kinh tâm chúng ta sẽ sử dụng huyệt thành thủy. Nếu chúng ta sử dụng, tại vì trong tòa châm là 12 người tỉnh, thì chúng ta sử dụng huyệt túc châm. Túc châm thì chúng ta có tấn cổ tỳ, tấn cổ can và tấn cổ thận. Tấn của tỳ tức là tấn cái tâm, nó sẽ đi với hợp kinh dương là tấn. Tấn của kinh can nó sẽ đi với hợp của kinh bằng quan, và tấn của kinh thận nó sẽ đi với hợp của kinh. Sau đó rồi chúng ta tính cái hành của nó. Hành của kinh tỳ là hành kim, nó sẽ về kim, chúng ta quân bình. Hành của kinh can là hỏa, tấn hỏa, thì chúng ta phải quân bình. Và hành của kinh thận là thử, tấn của thử, tấn của thủy hành thử, thì chúng ta sử dụng bên này chúng ta huệ thủy. Kế đến chúng ta có ba tấn của túc dương, gồm có tấn của vị, tấn của bằng quang và tấn của đờn. Tấn của vị là huệ đệ đoài, là hành thổ, nó sẽ về thổ, đúng không ạ? Tấn của bằng quang là hành thủy, nó sẽ về thủy, chúng ta quân bình nó. Tấn của kinh đợm là hành mộc, chúng ta quân bình nó. Thì đây là nói về các tấn huyệt. Thì đương nhiên thì là chúng ta phải hiểu rằng các tấn huyệt đối với chúng ta, sau khi quân bình về lục khí xong thì các tấn huyệt không cần thiết. Tại sao chúng ta phải dùng nó? Nếu chúng ta dùng nó thì chúng ta dùng quân bình như vậy. Và liệu rằng các cái toa châm này khi sử dụng tấn huyệt và nạp máu, tức là trong cổ y người ta nói là nạp máu tức là châm tả, thế thì huyệt nào để châm bổ không thể nói tới. Thì ra đây là cái thiếu sót và cái dư thừa. Người bệnh nhân đâu có bị sốt đâu mà chúng ta phải nạp máu. Các huyệt tấn thường đa số là cấp cứu là nạp máu, hoặc là sốt thì chúng ta sốt huyết. Nhưng mà trong lục khí sốt huyết là phải quân bình. Thì cái lối quân bình của chúng ta là tấn kinh âm đi với hợp kinh dương, và quân bình các hành của nó. Như đây tôi loại bỏ hoàn toàn cái phần của các tấn huyệt, nên là chúng ta chỉ có các huyệt này để quân bình mà thôi. Quý vị nắm nha. Nào bây giờ tôi bôi bỏ bớt cái phần. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem cái toa này nó có những cái gì cần phải bổ sung. Trước hết chúng ta nói đến lạc huyệt. Ở đây chúng ta có lạc huyệt. Lạc huyệt phong long quân bình với lạc chi chấn. Chúng ta không có thấy du huyệt đúng không? Không có du huyệt. Thế thì vì không có du huyệt cho nên chúng ta phải đưa du huyệt vào. Trong lục khí của chúng ta thì chúng ta có quyền, vì toa châm không có du huyệt, tại đây chúng ta có quyền chọn du huyệt theo cái ý của chúng ta, theo cái thích của chúng ta. Giả sử như quý vị có quan niệm rằng huyệt lạc nằm ở hai bộ thủy hỏa thì ở đây không có du, được không? Được. Nhưng mà chúng ta đưa du vào kim mộc và thổ thử. Hoặc là nếu quý vị thấy rằng bệnh nhân, bệnh của họ liên quan đến kim mộc, thì chúng ta có quyền lấy kim mộc không có du và đưa thủy hỏa với thổ thử có du. Hoặc là quý vị thấy họ bệnh nhân nó
họ liên quan đến bệnh sở của thổ thử thì thổ thử không có dùng, được không? Được. Tức là chúng ta có ba cách sử dụng bộ huyệt không dùng, chúng ta lấy lộ thiên không dùng, chúng ta lấy lộ nhân không dùng, và chúng ta lấy lộ địa không dùng. Đó là tùy chúng ta, tùy thức. Nắm cái này nha. Rồi. Bây giờ muốn xác định vô huyệt ở đâu thì chúng ta đưa thời châm vào. Đưa thời châm vào nó có cái giá trị là chúng ta xác định được cái anh nào được nhiều điểm nhất nha. Rồi. Bây giờ chúng ta xét đến năm thì tôi sẽ vẽ cái bảng tử vi ra đây. Và bảng điểm ở đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta tính cái hệ của năm. Năm nay là năm Đinh Dậu. Chúng ta có hệ của 10 năm và 1 năm. Bây giờ chúng ta xét cái hệ năm Đinh Dậu và hệ của 10 năm. Chúng ta thấy ngọ mùi Thân Dậu ở đây là Đinh Dậu. Từ Đinh Dậu này chúng ta tính ngược Quý Nhâm Thân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ân Giáp, nó thuộc chu kỳ của Giáp Thọ. Chúng ta thấy Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân và Giáp Tuất. Thế thì Giáp Ngọ nó nằm ở bộ Hỏa, tức là Kinh Tâm Bào Lạc nó khởi trước. Thì chúng ta thấy Tĩnh của Tâm Bào, Vinh của Tâm Bào, Nhu của Tâm Bào và Kinh của Vinh Tâm Bào. Như vậy là chúng ta có hai nét. Nét thứ nhất là Hỏa, tức là hệ của 10 năm, tức là thuộc Hỏa. Nét thứ hai là thuộc Huyệt. Huyệt là 1 năm. Như vậy là Hỏa chúng ta được 1 điểm. Và Huyệt Gian Sử, tức là huyệt của 1 năm. Thì ở bây giờ tôi sẽ ghi vô đây là huyệt Gian Sử, nó thuộc về Kinh Tâm Bào. Huyệt Gian Sử thuộc hành Thử. Như vậy Thử chúng ta được 2 điểm. Rồi, bây giờ tôi bôi Giáp Ngọ và Đi Dậu đi. Chúng ta có bộ Hỏa được 1 điểm, rồi bộ Thử được 2 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ xét Mậu Thân, tức là hệ của tháng. Chúng ta có 10 tháng và 1 tháng. Chúng ta đưa cái anh Mậu Thân vào trong bảng tử vi. Ngọ Mùi Thân ở đây là Mậu Thân. Khởi từ Mậu Thân, chúng ta tính ngược Quý Nhâm Thân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ân Giáp. Như vậy ở đây là Giáp Thìn. Giáp Thìn chúng ta tính nhậm Tĩnh Vinh Du Kinh Hợp. Như vậy nó còn nằm ở trong cái anh Giáp Thìn, đúng không? Như vậy là Giáp Thìn, Tý, Dần, Thìn nó thuộc về Mộc. Như vậy bộ Mộc nó thuộc về hệ của 10 tháng. Nó sẽ là khởi từ Kinh Can. Khởi từ Kinh Can. Chúng ta thấy Tĩnh Kinh Can, Vinh Kinh Can, Du Kinh Can, Kinh Kinh Can và Hợp Kinh Can. Nó vô Mậu, vô cái anh Mậu Thân. Thì như vậy nó nằm về huyệt hợp của Kinh Can, tức là huyệt khúc, khúc tuyệt. Thì tôi ghi ở đây là huyệt khúc tuyệt. Huyệt khúc tuyệt là hành Thử. Như vậy ở tại bộ Thử chúng ta được 4 điểm. Ở bộ Mộc chúng ta được 1 điểm là 3 điểm. Nắm này chưa? Bây giờ chúng ta đến cái anh này, chúng ta có chu kỳ của 10 ngày và 1 ngày.
Ngày hôm nay là ngày Ất Dậu, chúng ta đưa vào bảng tử vi. Ngọ Mùi Thân Dậu, ở đây là Ất Dậu. Chúng ta khởi từ Ất Dậu, chúng ta tính ngược. Quý Nhâm Thân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ất Giáp. Như thế thì nó thuộc về anh Giáp, Giáp Thân. Chúng ta thấy Tý Dần Thìn Ngọ Thân, như vậy nó thuộc về kinh tỳ. Như vậy ở đây chúng ta được một điểm là được năm điểm, đúng không? Khởi từ tức là cái anh Thân, cái anh tỳ tức là thuộc thổ, đúng không? Thổ chúng ta có chu kỳ của 10 ngày, thì khởi từ thổ, khởi từ thổ tức là tĩnh của thổ, vinh của thổ tức là vinh huyệt của kinh tỳ. Vinh huyệt của kinh tỳ tức là huyệt đại đô, hành của nó là thủy, đúng không? Thủy. Như vậy một thủy chúng ta được một điểm là 6 điểm. Rồi chúng ta có đại đô. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta có giờ, 10 canh giờ, ở đây có huyệt đại đô. Chúng ta có tân tỵ. Giờ tân tỵ chúng ta sẽ được hai nét, một là 10 canh giờ và một canh giờ. Chúng ta đưa canh tân tỵ vào bảng tử vi. Tây ngọ thì đây là tân tỵ. Chúng ta tính ngược. Quý Nhâm Thân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ất Giáp. Quý Nhâm Thân, đúng không? Thân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ất Giáp. Nó thuộc về Giáp Tuất. Chúng ta nhìn đây thì chúng ta thấy từ canh Giáp Tuất đến canh Tân Tỵ này, nó sẽ qua cái anh hợp của dương, của âm, thì nó sẽ qua tấn của dương. Bây giờ chúng ta sẽ tính tấn của kinh phế, vinh du kinh hợp của kinh phế. Phế thì nó nối tiếp vào đại trường, đúng không? Thì chúng ta có tấn vinh du, du huyệt của kinh vị, đúng không? À, xin lỗi, đại trường, đại trường của vị. Như vậy là chúng ta sẽ có du của đại trường ở trên Giáp Tuất, tức là kinh phế đó, đúng không? Là được chu kỳ của anh Giáp Tuất, tức là huyệt bộ kim, đúng không? Hành kim nhưng nó qua kinh dương đại trường rồi thầy. Nó qua kinh dương rồi. Ok ok, quen. Tức là thổ. Đại trường. Đại trường thổ. Thổ. Như vậy là ở tại thổ chúng ta có chu kỳ của 10 canh giờ, huyệt của nó là huyệt du của kinh đại trường, hành thử. Là 8 điểm. Hành thử. Như vậy là 7 điểm, nó nằm ở thổ, đúng không? Tức là huyệt ở đây là huyệt tam giang. Huyệt tam giang nó nằm ở đây. Chúng ta cộng lại các điểm xem, thì thổ thử là được nhiều điểm nhất, tức là lộ địa. Ở lộ địa chúng ta ở đây có 12 điểm, 22 điểm, 26 điểm. Lộ địa chúng ta có 26 điểm. Lộ nhân chúng ta được 3 điểm. Và lộ thiên chúng ta được 7 điểm. Thế thì chúng ta thấy thổ thử là được điểm cao nhất. Chúng ta sẽ có dục. Kế đến là thủy hỏa là điểm chúng ta thấp hơn là 7 điểm. Và điểm chót là lộ nhân kim mộc có 3 điểm. Thì như vậy chúng ta có thể quyết định được là lộ nhân không có dục. Được không?
Được. Nào, cái điểm nữa là chúng ta thấy nó có một cái huyệt gọi là huyệt tam giang. Thì đây là huyệt du, nó đã xác định được là thổ thử, là có du. Kế đến là thủy hỏa có du và kim mộc không du. Nắm chưa? Nào, bây giờ chúng ta phân tầm nó nha. Chúng ta có du huyệt của kinh đại trường, thì chúng ta sẽ chọn du huyệt của kinh tâm, bởi vì chúng ta lấy thủ trọng. Chúng ta có huyệt thần môn đúng không? Rồi, chúng ta sẽ chọn du huyệt là thủy hỏa đúng không? Chúng ta có tâm bào thì chúng ta có đại la. Thủ châm thì chúng ta có hậu khê của kinh tiểu trường. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta quân bình các huyệt mà nó nằm ở cái nhóm 1 năm, 1 tháng, 1 ngày và 1 giờ đó. Nào, bây giờ chúng ta quân bình nha. 1 năm tức là bộ thử đúng không? Bộ thử. Thì như thế thì chúng ta sẽ xét cái huyệt là nhân sự. Danh sự hành thử đây. Thì khi sử dụng danh sự, tức là nó sẽ về thử, thì ở trên kinh tâm chúng ta sẽ chọn huyệt hỏa. Hỏa huyệt của kinh tâm, tức là huyệt vinh, thứ phụ đúng không? Kế đến chúng ta quân bình là bây giờ chúng ta bộ hỏa chúng ta quân bình xong hết rồi đúng không? Khúc trạch, danh sự, đại lắc đúng không? Đó, bây giờ chúng ta ở đây là của chu kỳ của một năm. Yeah. Bây giờ chúng ta tính quân bình chu kỳ của một tháng. Một tháng tức là số 4 đúng không? Số 4. Thì vừa rồi là huyệt của một tháng nó đi vào huyệt gì cơ? Khúc tuyền đúng không? Yeah. Về khúc tuyền là huyệt hợp của kinh can. Huyệt hợp của kinh can thần thử đúng không? Thì nó sẽ đi vào bộ thử. Thì ở tại kinh tâm sử dụng huyệt thần mộc. Mộc huyệt là huyệt tĩnh của kinh tâm, tức là thiếu xung. Tĩnh của kinh tâm nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương, tức là khúc kỳ. Huyệt hợp của kinh đại trường là khúc kỳ. Rồi chưa? Rồi, chúng ta quân bình tiếp theo là 10 ngày và 1 ngày, đúng không? Bây giờ chúng ta quân bình của hệ 1 ngày. Một ngày tức là huyệt gì? Đại đô. Tức là trên kinh tỳ đúng không? Ở trên kinh tỳ huyệt đại đô chúng ta thấy là vinh huyệt của kinh tỳ, hành của nó là hành thủy, như vậy nó sẽ về bộ thủy. Ở trên thủ châm tức là chúng ta chọn tiểu trường, ở trên kinh tiểu trường chúng ta chọn hành thổ đúng không? Thì ở trên kinh tiểu trường thổ huyệt của nó là huyệt nguyên, là huyệt luyện cốt. Chúng ta có huyệt luyện cốt. Nào, bây giờ chúng ta đi tiếp là một canh giờ. Một canh giờ tức là huyệt tam giang. Tam giang chúng ta quân bình rồi đúng không? Nó là du huyệt thì ở trên kinh tâm chúng ta có huyệt thần môn. Đến đây chúng ta đã xong cái phần quân bình và chúng ta đã xong cái phần 5 tháng ngày giờ. Và chúng ta quyết định chọn hai kinh, hai lộ có du, tức là thổ thử và thủy hỏa. Nắm chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Trước hết, ở đây là toa châm mà có huyệt lạc, tức là huyệt phong long và huyệt chi chánh. Khi có huyệt lạc xuất hiện là chúng ta không nên và không được xài kỳ kinh bát mạch.
năm cái quy luật này. Rồi, kế đến khi có huyệt lạc thì chúng ta nên quân bình với lạc khích, đúng không? Tức là đưa thêm khích huyệt vào để quân bình với huyệt lạc. Nắm chưa? Ở đây chúng ta có bao nhiêu huyệt lạc, thưa quý vị? Chúng ta có hai huyệt, phong long và chi chấn. Thế thì chúng ta nên có thêm hai huyệt khích, đúng không? Để nó quân bình, chứ có cái gì khác đâu. Thì hai huyệt khích quý vị chọn là quý vị chọn như thế nào? Đó. Thì khi chúng ta chọn khích huyệt, thì vì đây nó có hai huyệt lạc, thì chúng ta nên đưa hai huyệt khích vào nữa để quân bình hai huyệt lạc này mà thôi. Thì chúng ta đưa vào cái ăn nào? Đó. Thì chúng ta có quyền chọn nha. Quý vị xem ở chỗ này. Vì thủy hỏa có hai huyệt khích, mà hai huyệt khích này nằm ở kinh có du, thì chúng ta nên đưa hai huyệt khích vào. Thứ nhất là tại đây chúng ta đưa khích huyệt vào, tức là nó có lạc khích luôn, được không? Được. Kế đến chúng ta không đưa khích huyệt vào thủy hỏa, thì chúng ta nên đưa khích huyệt vào cái nào? Có du. Thì chúng ta đã quyết định là thổ thử có du, thì chúng ta đưa khích huyệt vào thổ thử, đúng không? Nắm như thế nào? Rồi. Hoặc là chúng ta đưa khích huyệt vào chỗ không du, được không? Được, tức là kim mộc. Thế thì khích huyệt khi chúng ta đưa vào, chúng ta phải quân bình nó với huyệt lạc. Huyệt lạc có hai thì đưa thêm hai khích huyệt. Mà đưa thêm hai khích huyệt vào thì chúng ta có quyền chọn khích huyệt ở đâu cũng được, miễn là nó có sự quân bình. Tôi nói lại, khích huyệt là chúng ta đã có, là nó nằm, lạc huyệt chúng ta đã có là ở tại thủy hỏa, đúng không? Chúng ta có quyền đưa thêm hai khích huyệt vào đây, đưa thêm hai khích huyệt vào đây, đúng không? Chúng ta có quyền đưa thêm hai khích huyệt đã có sẵn ở lạc. Chúng ta có quyền đưa hai khích huyệt ở tại kim và tại thủy thử. Chúng ta có quyền đưa hai khích huyệt vào thổ và mộc, miễn là chúng ta đưa hai khích huyệt để quân bình với hai huyệt lạc mà thôi. Nắm này chưa? Rồi. Nào bây giờ nếu như quý vị sử dụng thêm huyệt nữa, thì chúng ta sử dụng huyệt tội kết hoặc là huyệt mà kết. Rồi, ai có ý kiến? Nhưng thưa thầy, nãy mình quyết định mình chọn cái kim mộc làm chủ kinh. Nếu mình bắt đầu mình chọn kim mộc làm chủ kinh thì mình phải đi chọn kinh Tỉnh Vinh Du, hai cái bộ đó. Rồi. Rồi sau đó mình mới nguyên nguyệt nội kết hay ngoại kết chứ thầy. Rồi. Ở đây á là chúng ta chưa nói đến chủ kinh, mà chúng ta chỉ mới quân bình lạc huyệt, khích huyệt và thời châm, đúng không? Khi chúng ta đưa đi tiếp, tức là đưa chủ kinh, đưa nội kết ngoại kết, thì chúng ta chọn chủ kinh. Ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta ôn lại bài. Mà ôn lại bài thì chúng ta có những cái nét từng bước một. Ôn như thế nào để quân bình lạc huyệt trước. Ôn như thế nào để quân bình du huyệt là du huyệt tiếp theo. Ôn như thế nào để xác định được lạc khích, đồng thời cái anh nào có du, đồng thời nội kết ngoại kết. Ở đây chúng ta chưa nói đến chủ kinh. Bây giờ nếu như quý vị đưa chủ kinh vào thì quý vị đưa chủ kinh như thế nào? Chúng ta có quyền chọn chủ kinh
theo hai nét. Nét thứ nhất, chủ kinh không có du và chủ kinh có du, đồng ý không? Nếu chúng ta chọn chủ kinh không có du thì rõ ràng ở đây chúng ta có hai bộ không có du, đó là kim mộc, đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Nếu chúng ta chọn chủ kinh mà không có du thì ở đây đúng rõ ràng là không có du, là chúng ta chọn kim mộc thì dễ dàng. Thế thì có người họ nói bệnh nó nằm ở thủy hỏa, hoặc là bệnh nó nằm ở thổ thử, hoặc có người nói cái điểm số của thổ thử rất là lớn, chúng ta chọn chủ kinh ở đó được không? Được không? Được. Mà nếu chọn chủ kinh ở thổ thử thì chủ kinh ở thổ thử đang có du, đúng không? Thì chúng ta đi chọn kinh thổ thử có du được không? Được. Đâu nhất thiết là phải kim mộc không có du mới là chủ kinh. Như thế nếu chúng ta chọn thổ thử là chủ kinh có du thì các kinh kia đều sử dụng hai huyệt thổ thử và thủy hỏa có du. Đây nha, bây giờ ở cái nét này. Bây giờ cái nét này chúng ta lấy thổ thử đi chọn kinh có du. Nắm này chưa? Rồi. Chúng ta có du huyệt, chúng ta có tĩnh huyệt, chúng ta có vinh huyệt, như vậy là tĩnh vinh du có rồi, thêm huyệt kinh và huyệt hợp ở trên kinh tâm, đây là đi chọn kinh có du. Tĩnh vinh du kinh hợp, theo kịp không? Đây là chủ kinh có du đi chọn kinh, mà nó lại nằm ở vào cái bộ thổ đắc địa, tức là bộ thổ mà có nhiều điểm, đúng không? Ở trên kinh Đại Trờn chúng ta cũng đi chọn kinh mà có du, chúng ta có huyệt nguyên, huyệt kinh, huyệt du, chúng ta đưa hai huyệt tĩnh vinh vào, đúng không? Như vậy là tấn cộng vinh, tấn vinh du nguyên kinh là đi chọn kinh, theo kịp không? Tôi thấy có nhiều người hơi ngừng nhé. Rồi bây giờ bốn bộ còn lại, tức là kim mộc và thủy hỏa, chọn hành nào? Chọn hành thổ thử, đúng không? Chọn hành thổ thử thì ở trên kinh Tam Bảo có du, ở trên kinh Tiểu Trường có du, chúng ta chỉ việc thêm ở đây hai huyệt là thổ thử mà thôi. Ở trên kim mộc không có du thì chúng ta thêm hai huyệt thổ thử, được không? Được. Nắm cái này chưa? Đây là cái quy luật mà quân bình và lấy điểm số của thổ thử mạnh nhất chúng ta đi chọn kinh. Ok chưa? Kịp không? Kịp. Rồi, nếu như quý vị không thích chọn thổ thử đi chọn kinh thì quý vị chọn kim mộc đi chọn kinh được không? Được. Chúng ta lấy kinh phế tĩnh vinh không có du kinh hợp. Ở trên kinh Tam Tiêu đây đã có huyệt vinh rồi thì chúng ta chọn tĩnh không có du nguyên kinh. Thì bốn kinh còn lại gồm có thổ thử và thủy hỏa châm hai hành kim mộc, riêng thổ thử có du, thủy hỏa có du, bởi vì cái này đi chọn kinh không du thì bốn cái kia phải có du. Nắm hay chưa? Dạ. Rồi trường hợp thứ ba, nếu như quý vị
thấy rằng bệnh nó đang nằm ở thủy hỏa. Quý vị có quyền chọn thủy hỏa, đi chọn kinh có dục, thì trên kinh Tam Bảo sử dụng tĩnh vinh du kinh hợp, được chưa? Được. Ở trên kinh Tiểu Trường sử dụng tĩnh vinh du nguyên kinh, đi chọn kinh có dục, đúng không? Thì bốn kinh còn lại gồm có kim mộc và thủy hỏa châm hai hành thổ thử, và kim mộc châm hai hành thủy hỏa. Nhưng riêng thổ thử là phải có du, kim mộc không được có du. Thì đây là cái nguyên tắc của quân bình, của lục khí và đi chọn kinh. Bây giờ tôi nói riêng về vấn đề ngoại kết. Thì khi mà chọn ngoại kết, thì trước khi ngoại kết chúng ta đi chọn kinh thì chúng ta có mạng kết rồi, và tính luôn cả nội kết thì nó cũng đã có nội kết luôn rồi. Xong cái này chưa? Thì đến đây là tôi đưa hai cái toa châm này và tôi loại bỏ thẳng 10 tĩnh huyệt của cái toa, và chúng ta chỉ lấy huyệt chính để quân bình mà thôi. Nào, bây giờ tôi bôi hết đi thì chúng ta có một vài cái nét ôn bài. Bây giờ tôi ôn lại cái phần 6 đường kinh. Chúng ta có 3 đường kinh âm và 3 đường kinh dương. 3 đường kinh âm và 3 đường kinh dương. Ba đường kinh âm đó là trước hết nó là thiếu âm, đúng không? Kế đến là khuyết âm, và thứ nữa chót nữa là thái âm. Chúng ta có 3 đường kinh dương, đó là dương minh, thiếu dương và thái dương. Ba đường kinh âm, cái điểm đặc biệt của nó là đi từ túc đến thủ theo chiều của đường kinh. Thiếu âm, khuyết âm và thái âm là 3 đường kinh âm đi từ dưới đi lên. Khi mà đi từ dưới đi lên thì nó lại chia làm đôi, gồm có túc và thủ. Khi nó chia làm đôi thì tên của nó được chia làm đôi: túc thiếu âm thận kinh, thủ thiếu âm tâm kinh. Ở kinh quyết âm thì túc quyết âm can kinh, thủ quyết âm tâm bầu lạc. Ở kinh thái âm thì túc thái âm tỳ kinh, thủ thái âm phế kinh. Chúng ta thấy ở túc, ở đường giữa tôi kẻ đây chúng ta gọi nó là tâm, thì ở ba kinh âm là hướng tâm thành can tỳ, nó nối với ba kinh âm ở tay thì gọi là thủ, và ly tâm hết thì thủ thiếu âm tâm kinh, thủ
quyết âm, tâm bảo lạc kinh và thủ thái âm thái kinh. Đến đây là phải thuộc lòng rồi đó, chứ đừng có nói là em quên. Rồi bây giờ ba kinh dương chúng ta cũng được chia ra làm đôi. Kinh Dương Minh chia làm đôi gồm Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, Túc Dương Minh Vị Kinh. Ở trên kinh Thiếu Dương, Thiếu Dương chúng ta có hai đường kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, Túc Thiếu Dương Đợm Kinh. Thái Dương chúng ta chia làm đôi, Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh và Túc Thái Dương Bàn Quan Kinh. Thuộc bài chưa? Thuộc rồi. Ở ba kinh dương, vì nó chia làm đôi cho nên nó chạy từ ở trên chạy xuống và chạy mặt bên ngoài tay. Ở thủ thì nó đi vào tâm, gọi là hướng tâm. Kinh Đại Trường chạy từ ở đầu ngón tay chạy vào bên trong, hướng tâm. Nó nối tiếp với kinh vị ở trong cơ thể chạy ra chân, là ly tâm. Đại Trường và vị là kinh dương, thủ hướng tâm, túc ly tâm. Kinh Tiểu Trường và kinh Đợm gọi là Thiếu Dương Kinh. Khi nói đến Thiếu Dương Kinh là chỉ biết là thủ là tam tiêu, túc là con mày hỏi thăm con đứa con. Thế thì tam tiêu và đợm là chọn kinh Thiếu Dương. Thủ thì hướng tâm, túc thì ly tâm. Thái Dương Kinh là một kinh dương khởi là ở thủ, chạy vào trong, chấm dứt ở bên trong cơ thể theo chiều hướng tâm. Okay. Kinh Bàn Quan là kinh Thái Dương nối tiếp với kinh Tiểu Trường, chạy từ trong cơ thể chạy ra và chấm dứt ở chân, gọi là ly tâm. Cái điểm đặc tính, cái điểm đặc biệt của ba âm và ba dương là như sau. Kinh âm nó đi từ ở dưới chân nó đi lên và chấm dứt ở tay. Như thế thì đi ở dưới chân và đi lên, chiều của nó đi như vậy, gọi là chiều khí, nhiều hơn huyết. Ở tay, chiều của nó đi từ trên đi xuống, nối từ thủ đến túc. Chiều từ trên đi xuống gọi là chiều của huyết. Thì kinh dương nó huyết nhiều hơn khí. Phần bên này gọi là âm, phần bên này gọi là dương. Nắm chưa? Đây, chúng ta có các điểm mà chúng ta cần phải ôn. Chúng ta đi tiếp. Khi nói đến âm dương thì quý vị có bao giờ nghe nói rằng dương thịt âm suy, hoặc là âm thịt dương suy, âm thịt có nghe nói không? Dương thịt thì âm suy, nghe mà không hiểu, mà dương suy thì âm thịt. Rồi bây giờ tôi phân tích ở chỗ này để cho quý vị biết. Ở bên ngoài vũ trụ có âm dương, đúng không? Rồi. Chúng ta nhìn ở bên ngoài vũ trụ thì chúng ta có thể biết được rằng cái dương khi nào nó thịnh và cái dương khi nào nó suy. Nếu dương thịnh thì âm suy. Khi nào nó dương thịnh và khi nào nó làm cho âm suy. Quý vị có thể đoán biết. Bây giờ chúng ta lấy ngày đêm chúng ta xét. Nếu ban ngày thì dương của nó thịnh hay suy?
Dương Thịnh. Dương Thịnh. Ban ngày xuất hiện thì không có đêm, không có bóng tối. Thì âm như vậy nó gọi là xuyên. Đúng không? Nếu ban đêm đến, khi đêm về, thì cái âm của nó là thật. Thì cái dương của nó chúng ta không thấy, nó gọi là xuyên. Rồi, bây giờ bên ngoài vũ trụ như thế nào thì bên trong cơ thể cũng như thế, đúng không? Thì làm thế nào để biết ở trong cơ thể dương thực hay là dương suy? Làm thế nào để biết? Nếu dương thực và âm thực, ok, thì có bắt buộc rằng khi hãy dương thực là âm suy không? Có cách nào bắt buộc không? Không. Không. Tại sao? Tại sao không bắt buộc? Lúc nào âm dương quân bình? Cơ thể bình thường, ấm áp. Vào giờ ngọ, vào giờ tí, vào giờ ngọ. Nếu mà vào giờ tí thì âm của nó cực thịnh, đúng không? Âm cực thịnh như bắt đầu tăng. Ok, âm cực thịnh. Vào giờ ngọ tức là dương cực thịnh. Mà đã là cực thịnh thì âm nó phải suy hoặc dương nó phải suy. Như thế thì chúng ta có các giờ tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất thời. Nếu lấy tí ngọ làm móc, làm điểm để xác định được âm cực thịnh hoặc dương cực thịnh thì những giờ còn lại, thí dụ như giờ dần, giờ mão. Giờ dần tức là cái giờ mà dương chưa cực thịnh. Giờ mão tức là giờ âm chưa cực thịnh. Đúng không? Tức là mình lấy là 9 giờ và 3 giờ. Từ 6 giờ cho đến giờ 12 giờ, tức là kiểu như mình nói thì là mình chia, lấy đồng hồ ra chia làm 4 cái quarter. 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ và 9 giờ tối, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy cái nét là 12 giờ khuya. 12 giờ khuya tức là giờ tí âm cực. 12 giờ trưa tức là giờ ngọ đó. Âm thịnh. Đúng không? Rồi 6 giờ chiều và 6 giờ tối, ví dụ như vậy thì chúng ta thấy là vào cái giờ 6 giờ chiều và 6 giờ tối á, mình gọi chiều tối. Nhưng mà cái giờ của nó, cái dương của nó có cực thịnh không? Không. Cái âm của nó có cực thịnh không? Không. 3 giờ và 9 giờ, 3 giờ chiều và 9 giờ sáng, âm và dương nó gần như là nó quân bình với nhau, không cực thịnh, đúng không? Nó chỉ có 12 giờ trưa và 6 giờ tí giờ ngọ như vậy. Thế thì ở trong mạch lý, chúng ta nghe mạch, chúng ta biết là âm cực thịnh hay là dương cực thịnh, hoặc là âm cực suy và dương cực suy. Như vậy là khi chúng ta nghe mặt, làm sao chúng ta biết là dương cực thịnh? Dương, tôi nói là dương cực thịnh thì âm sẽ suy, tức là 12 giờ trưa giờ tí giờ ngọ. Làm sao để biết là, xem mặt để biết được rằng dương cực thịnh hoặc là âm cực thịnh, xem mặt để biết. Chúng ta có các quẻ như sau: Càn, Khôn, Càn Khôn, đúng không? Tốn, Đoài. Gì nữa? Cấn. Chấn. Khảm. Và ly.
Rồi, bây giờ quý vị cho tôi biết cái quẻ nào nó gọi là cực dương và cái quẻ nào nó gọi là cực âm. Càn khôn. Cực dương là càn, cực âm là khôn. Quý vị lưu ý rằng đã gọi là cực dương thì trung án không có. Cực dương khôn. Tại sao chúng ta lại nói là cái quẻ khôn? Cái quẻ khôn. Quẻ khôn. Không phải vậy. Quý vị nên nhớ rằng khi nói đến cực dương và cực âm, khi nói đến có cái chữ dương, khi chúng ta nghe mặt, chúng ta nói rằng cái mặt này nó thuộc về cực dương. Là có sơ án hay không đã? Có không? Có sơ án tức là nó đi phù hư. Nó gọi là phù cùng cực, nó gọi là phù mà tối đa mà nó ở cái dạng cực dương thì sơ án nó phải có, đúng không? Đúng. Sơ án nó phải có mà chúng ta nhấn xuống là nó mất tiêu. Nó cực rồi. Chứ còn gì nữa? Nó là cái quẻ cấn. Tức là để nhẹ tay hay là để nặng tay không cần biết, mà để sơ án nó có nhấn xuống nó mất tiêu thì đây nó gọi là cực dương. Mà cực dương này thì nó sanh được âm chưa? Cực dương nó phải sanh âm, mà đây nó sanh âm không? Không sanh âm. Cái quẻ cấn này là quẻ cực dương. Nếu chia nó ra thì nó sẽ như thế này thưa quý vị. Tức là đây là cái quẻ cực dương. Nếu mà chia ra làm quẻ kép thì cái dương này nó gọi là cực dương. Cái quẻ nào thuộc về cực âm? Quẻ chấn. Đây là quẻ cực âm. Nếu chia ra thì nó sẽ đi như thế này thưa quý vị. Đây là cực âm, đây là cực âm mà chưa sanh dương. Đúng chưa? Thầy chưa hiểu được thầy. Tôi nói lại chỗ này. Thầy, tại vì nghĩ là nó cực dương, tức là mình nhấn xuống nó vẫn còn mạnh, nhấn nữa còn mạnh tức là càng thầy. Nó chưa gọi là cực. Cực tức là tột cùng của nó. Mà đã tột cùng thì chúng ta sẽ thấy rằng cực dương tức là tột cùng của cái dương nó có. Cực âm tức là tột cùng của cái âm nó có. Cái quẻ càn này nó có tột cùng chưa? Không. Cái quẻ tốn này nó có tột cùng chưa? Chưa. Quẻ càn và quẻ tốn chưa tột cùng của dương. Cái tột cùng của nó là lực trung án phải mất, tức là quẻ cấn hoặc là quẻ chấn. Tột cùng của âm và tột cùng của dương. Khi mà chúng ta vẽ ra quẻ kép thì nó sẽ đi như thế này. Thì đây là cái tột cùng của âm và tột cùng của dương. Nắm chỗ này chưa? Có gì thắc mắc chỗ này không hiểu? Lực trung án là gì? Lực trung án là lực của âm và dương giao tiếp được với nhau. Có thăng và có giáng. Quẻ càn tức là kinh âm đi lên được và kinh dương đi xuống được. Thì sao gọi là tột cùng? Đâu phải gọi là cực. Cái này không thể nào gọi là cực. Cực dương cần phải sanh âm, cực âm cần phải sanh dương thì nó mới quân bình. Ở đây là khi chúng ta nhìn người bệnh thì người bệnh đang ở nhiệt hay là hàn?
nhìn người bệnh, chúng ta nghe mạch như vậy, ok, mà chúng ta nhìn được người bệnh thì người bệnh lúc bây giờ đang là ở thể nhiệt hay thể hàn? Thể nhiệt. Mặt ta đi phù mà phù quá phù, nó nóng dữ lắm, rờ đến tay, rờ đến đầu, rờ đến chân vậy, rất là nóng, có thể là điên luôn. Người bệnh mê sản luôn và nó nóng dữ dội lắm. Nếu như mà người bệnh mà ở gặp cái thể cực âm thì nó đây là bệnh hàn hay bệnh nhiệt? Bệnh hàn. Người bệnh rất là lạnh, run rồi, cần phải có nhiều chăn mền để mà đắp. Cái lạnh này lạnh cùng cực và cái nhiệt là nhiệt cùng cực. Chúng ta phải phân biệt được cái nào thuộc về cực âm và cái nào thuộc về cực dương. Rồi, bây giờ tôi hỏi chỗ này. Chúng ta có ba âm. Âm thứ nhất là thái âm, âm thứ hai là quyết âm, và âm thứ ba là thái âm, thiếu âm, quyết âm và thái âm. Chúng ta có ba cái âm. Bây giờ tôi hỏi, cái cực âm cái cực âm nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở thiếu âm hay là nằm ở quyết âm hay là nằm ở thái âm? Suy nghĩ coi. Tôi nói lại câu hỏi. Chúng ta có ba kinh âm, khí nhiều hơn hết. Khi mà nó ở cực dương, tức là khí nó quá nhiều để cho nó đi lên, thì mặt đi phù đúng không? Thì cái âm nào là nó làm cho cực dương? Ở đây khí nhiều hơn huyết làm cho nó mặt đi phù, tức là khí nhiều hơn huyết khiến cho nó cực dương. Chúng ta khoan nói đến cái phần mà phần bên kia. Mặt đi phù tức là cực dương, tức là khí nhiều hơn huyết thì cái nào làm cái âm thái âm nó gây bệnh nhiệt, quyết âm gây bệnh nhiệt hay là thiếu âm gây bệnh nhiệt? Thái âm. Thiếu âm. Có người nói thiếu âm. Có người nói thái âm. Tức là thái âm. Thế nào cũng có người ta quyết tâm được rồi. Nhiều âm quá thì cái dương sinh. Thì nhiều âm quá thì cả ba âm nó đều gây bệnh. Khi mà thái âm nó... Ok, ok, nào, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu sâu về cái tháp này nha. Khi nói đến âm gây bệnh thì cái dương nó có ảnh hưởng không? Có. Có không? Có. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái âm gây bệnh không thôi, mà chúng ta không nhìn thấy cái dương gây bệnh, thì mặt ta đi như thế nào? Nếu như nhìn cái dương gây bệnh và nhìn cái âm gây bệnh thì mặt ta đi như thế nào? Cái dương gây bệnh thì mặt đi càng cấn tốn. Ok, ok. Bây giờ tôi phân tích chỗ này, quý vị sẽ hiểu ngay. Bây giờ tôi vẽ bộ mặt ra. Cái bộ mặt này nó bao gồm thốn, quan, sức. Khi quý vị nghe mặt mà quý vị nghe hai bên mặt của nó giống nhau. Tôi nói lại chỗ này nha. Khi quý vị nghe mặt tả và hữu, mặt hai bên, mà mặt của nó giống nhau và nó ở cái dạng cực dương thì mặt đi phù đúng không? Phù. Ở đây đi phù. Vô lực. Phù. Vô lực. Phù. Vô lực. Phù.
vô lực, phù vô lực, phù vô lực. Sáu bộ đi phù vô lực hết. Thì chúng ta kết luận như thế nào? Kinh năm đi lên rất là nhanh, kinh dương xuống không được, đúng không? Chúng ta đã xác định là kinh năm từ dưới đi lên nó mang khí nhiều hơn huyết. Như vậy mặt đi phù mà đi hư, tức là kinh năm khí của nó quá nhiều làm cho huyết đi xuống không được, đồng ý không? Kinh dương xuống không được, kinh năm lên quá nhanh và quá nhiều, nắm này chưa? Cái khí ở đây là nó cực dương, mặt đi phù hư tức là cực dương, tức là đi quẻ cấn. Nếu chúng ta nói đến kinh âm, kinh dương, cái đường kinh, thì cái kinh này là do ba đường kinh âm, thiếu âm, thái âm và quyết âm. Ba cái đường kinh này nó lên quá nhanh, ba đường kinh dương xuống không được, khí nhiều hơn huyết. Nói đến đường kinh, bây giờ nói đến khí thì ở đây chúng ta thấy rằng cực dương tức là cái khí dương nó quá nhiều, kinh âm nó lên quá nhanh, kinh dương không xuống được, khí âm, cái khí âm của nó, cái phần nếu mà mặt đi trầm nó gọi là phần huyết, huyết ở đây nó mất tiêu luôn, nó chuyển thành, nó biến thành khí, phần huyết không có thì làm sao có cực âm? Ở này cực dương nó hiện hữu mà, thì tất cả các khí âm nó đều chuyển thành, tất cả các âm huyết, âm huyết nó chuyển thành khí hết và nó bốc lên theo đường kinh âm, và nó ở trong kinh dương, mà ở tại kinh dương nó không có chuyển hóa được, tức là cực dương chưa sanh được âm. Này là cực dương chưa sanh được âm, kinh dương không xuống được. Như vậy là khí của nó ở kinh dương, khí nó hiện hữu. Nắm cái này chưa? Tôi nói lại chỗ này. Nếu xét về đường kinh thì đường kinh âm đi lên, kinh âm khí nhiều hơn huyết, nó mang huyết theo. Kinh âm khí nhiều hơn huyết, nó mang huyết theo, và cái huyết của nó mang đến nỗi mà ở dưới này không còn nữa. Cái huyết của nó mất tiêu, nó mang huyết lên hết. Nắm như này chưa? Khí của nó quá vượng, ba đường kinh âm của nó đi lên rất là nhanh, khí của nó quá vượng, đúng chưa? Rồi khi chuyển qua cái phần dương thì chúng ta thấy là kinh dương đi xuống không được, huyết của nó như thế nào? Huyết của nó đâu có, thuần túy là khí, kinh dương thuần túy là khí, nó nóng lắm. Cái khí của kinh âm nó làm tan cái huyết, mất tiêu cái huyết của anh dương, nó không đi xuống được. Nếu đi xuống được thì sao? Thì lực trung ám có, vì nó không đi xuống được, cho nên cái phần huyết của dương không còn nữa, thuần túy là khí. Rồi đến đây chúng ta thấy, khi chúng ta nghe mạch, mà chúng ta nghe mạch ở hai bên, mà mạch hai bên giống nhau, thì chúng ta kết luận điều gì? Kết luận rằng khí vượng hơn huyết, đúng không? Khí vượng hơn huyết, tức là chúng ta nói đến phần khí và phần huyết ở đây, khí vượng hơn huyết. Nếu nói về đường kinh thì đường kinh âm nó vượng hơn đường kinh dương, tức là khí vượng hơn huyết. Đường kinh âm khí nó mạnh hơn huyết, đồng ý không?
tức là nói đến âm và dương, thì âm này, cái âm nó không còn nữa, mà nói đến cái dương này là dương cực thịnh, đúng không? Cái dương cực thịnh, cái khí dương nó hiện hữu, huyết dương, mình gọi là huyết dương là cái gì? Trong dương nó có khí và cả huyết nữa, trong âm nó có cả khí và cả huyết nữa, gọi là âm huyết và dương huyết. Trong dương nó có dương khí và dương huyết. Ở đây mặc đi theo cái dạng quẻ cấn, tức là dương khí hiện hữu mà dương huyết không còn. Trong đi mặc cấn, tức là âm khí hiện hữu mà dương âm huyết không có. Âm huyết không có mà âm khí nó quá mạnh. Chúng ta không nói đến các quẻ khác, mà chúng ta chỉ nói ở trong cái hiện tượng này. Khi chúng ta nghe mặt hai bên chúng ta giống nhau, chúng ta kết luận được rằng âm và dương, âm và dương. Khi nói đến âm, chúng ta nói đến trong âm có dương. Khi nói đến dương là chúng ta nói đến trong dương có âm. Khi nói đến khí và huyết thì chúng ta nói đến âm khí. Khi nói đến khí và huyết thì chúng ta nói là trong khí có huyết và trong huyết có khí. Khi chúng ta nghe mặt hai bên, tôi nói chỗ này quan trọng lắm. Khi chúng ta nghe mặt hai bên, chúng ta nói rằng khí nhiều hơn huyết hoặc là huyết nhiều hơn khí, thì chúng ta kết luận được rằng nói về mặt của cả hai bên. Khi nói đến âm dương mà chúng ta nghe mặt hai bên, chúng ta biết chắc rằng người mà nói cái đó là người đó nói đến cả hai bên bộ mặt. Thì tôi phân tích chỗ này cho quý vị sẽ thấy nó khác biệt chỗ này. Chúng ta có ở đây chúng ta nói vẽ bộ mặt nha. Rồi bây giờ chúng ta coi sách của người xưa, người ta nói là âm huyết vợ dương khí suy. Âm huyết vợ mà dương khí suy. Nếu nói về âm huyết mà vượng thì mặt nó đi trầm hay đi phù? Đi trầm. Thì nó ở cái thể. Khi nói đến huyết, âm huyết tức là phần mặt ở bên tay trái. Âm huyết. Mình nói là nó cực suy đi, nó suy đi. Khi nói đến âm huyết là chúng ta biết được rằng mặt ở bên tay trái về phần huyết. Âm huyết suy, dương khí suy luôn. Dương khí mà suy thì mặt đi gì? Đây là một cái thí dụ khác. Một cái thí dụ khác. Ở đây tôi chia ra khí và huyết. Âm huyết vượng, đúng không? Âm huyết vượng mặt đi trầm. Dương khí suy. Dương khí suy. Dương khí suy tức là mặt nó đi trầm. Đi trầm là chánh. Là quẻ chánh. Ok. Tức là hai bên cùng. Hai bên giống nhau. Cùng chánh hết vậy. Cùng chánh hết. Nhưng mà người có ông thầy thuốc đối với sách tàu nó ngộ cái như thế này, thưa quý vị, tôi không biết họ có giống này hay không. Nhưng mà
Người ở trong sách quý vị sẽ thấy là âm huyết vợ dương khí suy. Cùng một quẻ thôi. Chúng ta cùng một quẻ. Tại sao người ta lại chia ra làm âm và dương? À, thành ra làm cho những người đọc sách họ, chúng ta chia ra chúng ta sẽ thấy ngay. Âm huyết vượng tức là mặt đi trầm, dương khí suy tức là mặt đi trầm. Nhưng nếu trong sách nó nói âm huyết vượng dương khí vượng, à thì chúng ta sẽ thấy ở phần khí nó sẽ đi cấn. Ở đây là dương khí vượng, ở đây là âm huyết vượng. Âm huyết vượng, dương khí vượng. Bên đây là dương khí vượng, bên đây là âm khí vượng. Dương huyết, âm huyết vượng. Âm huyết vượng, dương khí vượng. Đối với sách vở của người Tàu, bởi vì người Việt mình dịch ra, mà nếu chúng ta không phân tích theo cái lối này thì chúng ta ú ớ liền. Chỉ có vấn đề khí huyết không thôi mà nó làm cho chúng ta rối loạn. Khi người xưa người ta nói là chúng ta phải biết được rằng cái nói của họ là cái nói tổng thể của khí huyết. Khi người ta phân tích ra thì người ta phân tích của tổng thể của khí huyết. Nói đến âm và dương khí và huyết, tức là chỉ có bốn chữ âm dương khí huyết, thì nó sẽ đi theo cái dạng như thế này. Nó sẽ đi theo cái dạng như thế này: âm dương khí huyết. Nha, chúng ta có âm dương khí và huyết. Đó, nó sẽ đi theo dạng này. Bây giờ âm khí nha, âm khí vượng. Âm khí suy. Khi nói đến âm mà kết hợp với khí, âm khí và âm huyết đúng không? Âm khí thì nó sẽ có hai cái, một vượng một suy, hoặc là vượng hoặc là suy. Âm khí, âm huyết, khi nói như vậy thì chúng ta biết được rằng âm nó có hai phần, âm khí tức là kinh nào? Âm khí là kinh âm, đúng là kinh âm. Kinh âm nó thuộc về kinh nào? Kinh Tâm Bào hay là kinh Tỳ, hoặc thuộc Tụ hoặc thuộc Túc. Khi nói đến âm khí, bây giờ chúng ta tưởng tượng nha, chúng ta tưởng tượng, tôi không vẽ ra đây, chúng ta có thể tưởng tượng. Khi nói đến âm khí, thiếu âm, quyết âm, thái âm, thuộc thổ. Khi nói đến âm mà thuộc về khí, chúng ta coi một mặt. Khi nói đến âm, tức là thận, can, tỳ, tâm bào, phế và tâm, thuộc về khí, tức là tâm bào, phế và tâm. Đây là ba cái âm thuộc khí. Thuộc khí. Khi nói đến âm huyết là nói đến tỳ, can, thận. Thuộc huyết. Thì nói đến âm mà âm huyết tức là nói đến túc. Âm khí là nói đến thủ, mà âm huyết nói đến túc.
Có phải âm nó bao gồm thận, can, tỳ, tâm bào, phế, tâm không? Đúng. Nó thuộc âm. Đúng. Đó, âm này. Đỡ bên này. Nhưng mà âm khí thì cái nào thuộc khí? Bên phải thuộc khí. Bên phải thuộc khí tức là tâm bào, phế và tâm. Khi nói đến âm khí thì nói đến ba âm gồm có tâm bào, phế, tâm. Khi nói đến âm huyết thì nói đến thận, can, tỳ. Ba cái này thuộc huyết, đúng không? Thuộc với bên tay phải. Nắm chỗ này chưa? Âm khí vượng. Âm khí vượng. Âm khí vượng tức là tâm bà lạc phế và tâm vượng. Thì mặt nó đi như thế nào? Đi phù hay đi trầm? Âm khí vượng. Âm khí vượng. Vượng thì là nó đi âm khí vượng. Trầm. Khí là đi phù. Thưa quý vị, khi nói đến mặt thuộc âm là mặt đi trầm. Khi nói đến khí tức là nói đến tâm bào, phế và tâm. Mà nó vượng thì đi trầm như thế nào? Nó đi trầm gì? Trầm gì? Trầm đại. Trầm gì? Trầm sát. Âm khí mà đi vượng tức là mặt ở bên tay phải, mặt của nó đi trầm, mà đi trầm đại hoặc là đi trầm sáng. Bây giờ âm khí mà suy, âm khí mà suy thì nó, khi mà nó suy thì cái hiện tượng đại không có, cái hiện tượng sát không có, vì nó suy. Cái âm khí này mà suy thì cái âm huyết của nó hiện hữu. Có nghĩa là mặt ở bên bộ khí này nó sẽ đi là trầm mà đi tế, trầm mà đi trì. Sát là nó đang vượng. Nó suy tức là nó đi theo cái thể âm. Trầm trì, nó suy, trầm tế hoặc là trầm trì. Nắm cái này nha. Bây giờ chúng ta nói đến âm huyết. Âm huyết tức là phần mặt ở bên tay trái. Âm huyết mà vượng thì nó đi cái gì? Trầm trì hoặc trầm tế. Âm huyết mà suy thì nó đi cái gì? Suy trầm mà đại, trầm sát. Âm huyết vượng hẳn suy. Âm huyết mà nó vượng, phần huyết mà vượng thì trầm nó tế. Sẽ đi tế thuật phần huyết này mà vượng thì nó sẽ đi tế hoặc là đi trì. Huyết mạch bên huyết, cái giá trị của huyết là tế và trì. Khi nó vượng tức là nó quá trì hoặc là nó quá tế, nó hiện hữu tế và trì hiện hữu, nó gọi là phần huyết. Nhưng mà âm huyết này mà nó suy thì nó đi đại và đi sát. Trong lục khí của chúng ta phân tích cái nét này, âm khí và âm huyết. Nắm cái này chưa? Âm khí mà suy tức là chúng ta xét bộ mặt ở bên âm khí. Âm huyết chúng ta xét bộ mặt ở bên huyết tay trái. Thì chúng ta thấy nó suy vượng khác nhau. Cái suy của bên khí, cái vượng của bên khí và cái suy bên khí khác nhau. Cái vượng, cái giá trị của khí tức là nó ở bên phần khí, cái giá trị của nó là đi đại và đi sát. Bên này của nó khi mà nó vượng bên âm huyết của nó khi nó vượng thì nó đi cái gì?
trì với tế là nó vượng, vượng huyết mà. Mà khi nói đến, khi nói đến âm thì nếu mà chỉ nói đến, nếu mà chỉ nói đến âm vượng hoặc là âm suy thì người ta không có chia ra âm khí âm huyết. Âm tức là bao gồm của sáu bộ mặt. Ở trong sách vở của người xưa nói là âm vượng âm suy, chứ người ta không có chia là âm huyết vượng, âm khí vượng, không có, không có chia. Nếu mà chia thì chúng ta phải phân tích theo nét này. Nhưng mà người ta nói âm suy, âm vượng thì người ta nói đến toàn bộ của hai bộ mặt, nói đến âm là như vậy. Quý vị sẽ thấy âm suy dương vượng, âm vượng dương suy, vân vân và vân vân, nó chỉ có âm và dương mà thôi. Nhưng mà chúng ta phân tích rằng cái âm đó là âm gì, âm thuộc khí, âm thuộc huyết, cái vượng của nó, cái suy của nó như thế nào. Quý vị nắm cái chỗ này, ở đây tôi phân tích cho quý vị thấy. Bây giờ chúng ta nói đến âm khí âm huyết rồi phải không? Bây giờ chúng ta nói đến khí nè. Khí dự, khí suy hả thầy? Đúng rồi. Khí ánh nè. Khí là mạch tả lũ gì đó. Bây giờ khí, đưa cái khí lên đằng đầu. Khí vợ. Khí suy, phải không? No. Khí á, dương. À, dương. Dương khí, dương nguyên. Dương, à, dương, dương khí, dương huyết phải không? Dương khí, dương huyết. Khi nói đến dương mà thuộc khí thì nói đến bộ mặt ở bên nào? Ở bên tay phải. Khi nói đến dương khí vượng, khi nói đến dương tức là mặt đi phù, phù mà nói về đến khí dương, mà nói đến khí tức là cái dương này, cái dương này là nó bao gồm cả ba bộ mặt đúng không? Tức là hỏa kim và thử. Dương khí mà vượng thì nó sẽ đi đi gì? Đại với sát. Phù đại sát đúng không? Dương khí mà suy thì mặt đi gì? Nó đi trầm hay đi phù cái đó? Nó suy. Dương mà suy thì nó đi trầm. Đúng không? Khí, dương khí, dương khí mà suy thì mặt đi trầm. Thì nó ở cái dạng thuộc âm rồi. Nhưng mà cái tên của nó khác. Nó đổi cái tên tí thôi. Tôi nói lại nè, dương khí mà nó vượng thì là nó đi phù và đi sát với đi đại đúng không? Dương khí mà vượng. Bây giờ dương khí mà suy thì sao? Nó cũng đi phù nhưng mà nó đi trì và đi tế. Chứ đâu phải đi trầm thầy nói. Ok. Vẫn đi phù. Bây giờ chúng ta nói dương huyết. À đúng rồi. Dương khí mà vượng thì nó đi theo cơ thể của dương, tức là phù sát hoặc là phù đại. Dương khí mà suy tức là nó đi phù nhưng mà đi theo cái thể là đi trì và đi đi tế, nó không có nói trầm nào ở đây. Rồi bây giờ nói đến dương huyết, dương huyết tức là phần ở bên tay trái, thì chúng ta có dương huyết mà vượng thì nó đi phù mà nó đi kèm theo tế và kèm theo trì.
của phần phần dương mà phần thuộc huyết. Mặt vẫn đi phù. Mặt vẫn đi phù. Mà dương huyết mà đi theo cái thải suy thì nó đi phù. Mà nó đi trì. Và nó đi theo đấy. Đúng không? Vậy cũng giống nhau thầy. Hả? Mà phần bổ huyết. Bổ huyết giống nhau hết vậy thầy. Thể vương phù thì nó đi kèm với tế trì, còn suy thì nó cũng đi phù mà kèm trì tế cũng vậy thầy, giống nhau. Dương huyết mà nó vượng à, thì nó đi phù okay. Kèm với thì nó đi phù mà đi sát và đi đại. Nó vượng, vượng của nó, vượng của phần dương là nó đi đại và đi sát. Còn nó suy thì nó không có đi đại, không có đi sát mà đi trì và đi tế. Thầy, thầy. Dạ. Trì và tế nó nằm ở đâu? Mộc. Trì và tế là nó ở dưới mộc. Trì và tế. Ok. Thổ thử là đi trì sát hoặc trì hoặc sát. Giá trị của thổ là trì, giá trị của thử là sát. Giá trị của kim là đại, giá trị của mộc là tế, giá trị của hỏa là phù và giá trị của thủy là trầm. Tại vì trong sách vở của người xưa, người ta chỉ nói ở cái dạng phù hoặc trầm, hoặc khí, hoặc huyết. Chứ người ta không phân tích ra là âm hoặc là dương. Hoặc là người ta chỉ nói âm bực, dương bực. Âm suy, dương vượng. Cái vượng và cái suy của âm hoặc là của dương. Chứ nếu mà phân tích theo cái lối lục khí là chúng ta phải phân tích mặt ở bên tay phải hoặc mặt bên tay trái. Và cái dương của nó, cái khác của nó. Nó khác nhau. Nếu mặt đi khác thì trong lục khí của chúng ta nói cái phần dương, cái phần khí nó đi như thế nào, nó vượng hay suy. Cái phần huyết nó đi như thế nào, vượng hay suy. Nếu mà chỉ nói là chung, tức là âm và dương, khí và huyết, thì so sánh luôn cả hai mặt giống nhau. Thế thôi. Chúng ta sẽ bàn sâu vào những cái nét này vào kỳ tới. Nay hơi mệt đúng không? Dạ. Nói nhiều quá không rõ. À, tuần tới nghỉ gì vậy? Lễ. Lễ gì ta? Lễ Bồ Đề. Lễ Bồ Đề à? Lễ Bồ Đề, Lễ Bồ Đề tuần dạ. Sau, mùng 4 tháng 9. Ồ. Thứ bảy sẽ đóng cửa. Thứ hai. Ok, nếu như vậy thì tuần sau chúng ta nghỉ một buổi dạy đúng không? Dạ. Tại vì chúng ta có ngày lễ thì tôi không có để ý cái này. Thứ hai mà thứ bảy học được không được, tại vì trường không mở cửa, tại vì nhà trường đóng cửa weekend luôn. Dạ. Yeah. Thứ bảy chủ nhật, thứ hai ba ngày ra. Ok, nếu mà tuần sau có lễ Bồ Đề thì lớp chúng ta đóng cửa tuần sau rồi. Có gì thắc mắc thì cứ để dành.